Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở trong game này thì đôi lúc là bạn sẽ khó chịu hoặc là không hài lòng với người partner của mình, người bạn đời của mình, người vợ hoặc người chồng. Có thể là họ buổi đêm họ đi lang thang ra ngoài, hoặc là họ không về nhà, hoặc là rất là nhiều lý do mà các bạn không ưng ý với cả các cái người bạn của mình. Thì theo mình thì các bạn cứ nên chiều họ thêm một thời gian, và nếu mà thực sự mà họ vẫn không thay đổi hoặc là các bạn thấy là không thể chấp nhận được nữa thì thôi các bạn có thể ly dị. Thì ở trong cái clip ngày hôm nay thì mình hướng dẫn mọi người cách mà làm thế nào để ly dị cái người partner của mình nhá. Đây sẽ là một clip ngắn thôi. Bên cạnh những cái clip dài thì mình cũng sẽ làm những cái clip ngắn để nói đơn giản cho mọi người những cái cách ở trong game. Tất nhiên là có thể những cái cách này thì có nhiều bạn biết rồi, nhưng có những bạn là mới chơi thì có thể các bạn chưa biết, thì thôi mình cứ nói hết vào trong những cái clip của mình. Thì các bạn nào chưa biết thì xem nhá. Ok, muốn ly dị người vợ hoặc người chồng của mình thì chúng ta làm thế nào? Các bạn ấn vào phần ngôi nhà phía dưới cùng góc bên phải này, xong các bạn ấn vào nút setting. Ở đây thì các bạn ấn vào nút character nhé. Nó sẽ nói rằng là bạn phải trả 1.000 tim để kết thúc cái mối quan hệ này. Thì chúng ta ấn vào cái trả 1.000 tim. Như vậy là các bạn đã ly dị được xong rồi đấy. Các bạn có thể chọn lại nhân vật của mình. Các bạn lại ấn vào cái character này. Ở đây thì các bạn có thể chọn lại như lúc đầu mình chọn. Ở đây ví dụ như ở đây mình chọn là cậu con trai này đi, lúc đầu thì mình chọn bạn này. Tất cả các cái đồ đạc cũng như là các cái bé mèo của các bạn thì vẫn sẽ được giữ nguyên nhé. Ở phòng khách, kể phòng ngủ, rồi vườn, tất cả mọi thứ tất cả đều được giữ nguyên. Chỉ có hai cái nhân vật chính của chúng ta là sẽ làm lại thôi. Đây, trước mình chọn cái bạn là nữ ngồi phía dưới này. Mình sẽ làm lại giống hệt thì các bạn ấy cũng sẽ. Cái phòng khách này của mình thì mình vừa rồi mình mới thử tháo hết tất cả các đồ đạc ra để mình đang tại vì có rất nhiều bạn bị lỗi ở trong cái game này này, nào là mất đồ, mất người rồi các thứ, thì mình đang thử nhiều cách để xem là có những cái cách nào phù hợp để mình tư vấn cho mọi người. Chứ không phải là cái ly dị xong là bị mất đồ mất đạc gì đâu, nó sẽ giữ nguyên cho các bạn yên tâm. Đây, như mình vào khu vườn của mình đây, thì thế các bạn thấy là vườn của mình vẫn y nguyên như trước, không có khác gì cả. Ok, clip này thì nó ngắn vậy thôi, thì đó là cái cách ly dị mà các bạn cần phải biết trong cái tựa game này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.